OL Gym phục vụ cuộc sống. Sau khi hoàn thành phần sàn tầng trệt, Gym Center Hiệp Thành quận 12 tiếp tục đổ bê tông sàn tầng 1 với những con số đáng gờm và một kiến trúc phòng gym trong mơ. Từ khu vực sảnh tươi xanh bước lên tầng 1, Gym Center Hiệp Thành, không gian như thu vào tầm mắt của chúng ta một kiến trúc phòng gym đẳng cấp, đẹp đến mê hồn. Không giống những phòng gym thô cứng thường thấy, đến với Gym Center Hiệp Thành quận 12, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian phòng gym thân thiện với tự nhiên. Thật hiếm có phòng gym nào lại bố trí nhiều chậu cây xanh ngay bên trong phòng tập như hệ thống THOL Gym Center của BBT. Đặc biệt, thiết kế cửa kính, giếng trời giúp phòng Gym Center Hiệp Thành lấy tối đa ánh sáng tự nhiên và thông khí trời trong lành. Một cách nhìn tổng quan từ bốn phía, Gym Center Hiệp Thành sẽ thực sự làm bạn ấn tượng sâu sắc. Bạn sẽ thấy hài lòng khi lựa chọn tập luyện tại hệ thống phòng gym của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Trần nhà cách điệu với những thanh ngang, dọc, sơn tông màu đen, sang chảnh, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng hình chữ nhật và đèn chụp càng tăng nét cá tính mạnh mẽ chốn phòng gym. Sàn nhà làm bằng gỗ sang trọng. Đây là một đặc trưng trong thiết kế Gym Center luôn được Tổng Giám đốc Duy Nguyễn ưu thích lựa chọn. Tường cao 3,5m, thoáng đãng, hai bên tường được nhấn nhá bằng những cột vuông lớn ốp gạch đỏ cổ điển. Chính giữa bức tường, bên tay trái được trang trí bằng những hình đa giác, nền đen, điểm tô màu cam đầy phá cách ấn tượng. Sàn tầng 1 rộng 300m2 được bố trí lắp đặt hệ thống máy cardio và máy Select Drive hiện đại. Những tấm gương gắn trên tường tạo ra không gian hai chiều, rộng, thoáng. Khách tập có thể ngắm nhìn vóc dáng của mình trong lúc tập luyện, cảm nhận sự thay đổi của bản thân và tự tin chụp hình selfie. Khu vực tầng 1 sẽ được trang bị 3 màn hình TV treo tường cùng 6 loa công suất lớn, mang đến cho khách tập những phút giây tập luyện hưng phấn trong phòng gym cùng với những bản nhạc truyền động lực đa dạng và phong cách. Đặc biệt, Gym Center Hiệp Thành quận 12 còn được thiết kế rất nhiều không gian nghỉ ngơi, hồi sức cho khách. Tại đây, Tổng Giám đốc Duy Nguyễn ưu tiên trang trí cây xanh, ghế ngồi, bình nước nóng lạnh, phục vụ quý học viên nhiệt tình. Để hoàn thiện được một công trình mang tầm vóc, khẳng định đẳng cấp và sự khác biệt của hệ thống phòng gym THOL trên thị trường gym Việt, mọi thao tác trong quá trình xây dựng đều phải kỹ lưỡng. Cả ba mình chung nhịp thở phù thế, du khách ngàn xa thôn quê đến thị thành, sự thật quê hương đâu như nhiều người làm tương. Mọi công đoạn của dự án đều có sự theo dõi sát sao của ban quản lý BBT. Dàn giáo đổ bê tông sàn tầng 1 được đội xây dựng cẩn thận chuẩn bị trong 3 tuần kể từ khi đổ sàn tầng trệt. Điều đáng chú ý là phần kết cấu với 12 tấn sắt thép tạo nên bộ khung chắc bền cho Gym Center Hiệp Thành. Sàn đan hai lớp thép phi 12, đà được chia thành 6 đà lớn, rộng 45cm, sâu 60cm, đan bằng thép phi 25. Đồng thời bổ sung thêm 8 đà nhỏ, đan sen rộng 20cm, sâu 50cm, đan chắc chắn bằng thép phi 18.
Cấu trúc đà dày giúp sàn nhà hạn chế tình trạng rung khi khách hạ mức tạ nặng trong khi tập luyện. Đồng thời, dự án Gym Center Hiệp Thành sẽ tự tin lắp đặt những dàn máy tập to khỏe phục vụ khách hàng. Phần cột kết cấu bằng thép phi 22. Hệ thống đường dây điện và phòng cháy chữa cháy đã được lắp đặt cẩn thận ngay bên dưới sàn sắt thép, đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn chất lượng. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2018, Ban Quản lý BBT đi kiểm tra toàn bộ công trình trước khi tiến hành đổ bê tông. 8 rưỡi sáng, dàn máy đổ bê tông ngang đã được lắp đặt hoàn tất. Việt Nam tôi đang ngày đêm vững bước. Mọi người sẵn sàng cào, san, đằm, tráng những mẻ bê tông tươi đầu tiên cho tới những mẻ bê tông cuối cùng. Cái nắng, cái gió không làm vơi đi tinh thần của cả đội xây dựng. Tất cả cố gắng hết sức mình để hoàn thiện công trình một cách tốt nhất có thể. Dân ta chung sức, dòng máu lạc hồng, dòng máu lạc hồng, là người Việt Nam hãy nhìn vào sự thật, độc lập ấm no nào phải dắt chiêm bao, ngàn sâu vẫn thế mãi hiên ngang, Việt Nam ơi sáng. Đến 1 rưỡi chiều, mọi thao tác đã hoàn tất, huy động 7 xe bê tông với tổng số 65 mét khối bê tông lấp đầy phần sàn tầng 1 Gym Center Hiệp Thành, quận 12. Phần sàn thô sơ sắt thép lúc nào giờ đã được san phẳng nền bê tông láng mịn. Lại một công đoạn nữa hoàn tất, dự án Gym Center Hiệp Thành quận 12 sẽ sớm đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của các gymmer đang nóng lòng chờ đợi. Việt Nam tôi đây, những công trình thế kỷ, kinh tế tăng đều, ruộng lúa tươi xanh, những tượng đài vinh dấu cha anh, đánh giặc ngoài xâm cho ngày nay ta được sống.